đã từng thực ra đây là đây là cái đoạn clip mà sau khi Elisa La bị mất tích thì cảnh sát có điều tra, cảnh sát có đến cái khách sạn này. Và sau đấy thì cảnh sát có yêu cầu là cái người mà phụ trách cái camera của khách sạn đấy là cung cấp toàn bộ cái đoạn băng trong khách sạn gửi cho lượng cảnh sát. Thế thì sau đấy thì họ mới tìm thấy nó có một cái đoạn là em Elisa này đi vào trong cái thang máy như thế này và uh, có thể nói là cái thời điểm mà 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 em đi vào cái thang máy này, cô cô ta đi vào cái thang máy là ngay cái thời điểm ngay trước cái thời điểm cuối chết. Thì đây anh em có thể nhìn thấy là đầu tiên là đi vào và cô ta ấn rất nhiều nút. Cô ta ấn rất nhiều nút trong thang máy các em nhìn này. Đây. Cô ta đầu tiên cô ta đi vào thì cô ta ấn rất nhiều nút trong thang máy. Anh em nhìn thấy chưa? Thế thì Ban đầu thì người ta cho rằng là tại sao cô ta lại ấn nhiều nút như thế Một người bình thường vào thang máy người ta chỉ ấn một nút thôi Không ai ta ấn nhiều nút làm cái gì cả Thế thì nhiều người đồn thổi ở đây làm cái nghi thức gọi ma Rồi nghi thức gọi quỷ trong thang máy thứ ABC Mà thực chất là Elisa là có tiền sử bệnh nó gọi là trầm cảm Thực ra là rối loạn lưỡng cực thì đúng hơn Tức là cái người bị rối loạn lưỡng cực ấy họ sẽ như thế nào họ sẽ có những cái họ sẽ có thứ nhất là họ sẽ có những hành vi kỳ quặc sẽ có những cái thời điểm mà nếu mà họ bị nặng ấy họ sẽ có những cái gọi là ảo giác giống như kiểu là đô trời ấy, đấy. Thế thì Elisa bị từ lâu rồi và cô ta được bác sĩ kê thuốc. Cô ta được bác sĩ kê thuốc nhưng sau khi mà cảnh sát có nói chuyện cả gia đình của Elisa thì cô chị của Elisa có tiết lộ rằng là Elisa có tiền sử là thứ nhất là hoang tưởng khi mà không uống thuốc và thứ hai là nó có tiền sử bỏ thuốc. Tức là tức là cô ta cô ta coi như là có lúc là cô ta sẽ không uống thuốc mặc dù đã được kê một cái, một cái đơn nhưng mà cô ta uống rất ít hoặc không uống đấy thế thì khi mà không uống ấy thì sẽ bị bắt đầu được có những cái ảo giác thì đây là một cái đây là cái đoạn clip cho thấy là cái ảo giác thế là cô ta vào cô ta ấn rất nhiều nút thì ở trong cái đoạn này ý, nó có một cái điều kỳ lạ như này mà có rất nhiều cộng đồng mạng trước đây khi mà chưa biết được sự thật là như ta chưa từng đến khách sạn này thì sẽ nghĩ bảo tại sao cô ta nút xong tăng sao thang máy không đóng lại đúng không ạ và cô ta ngoảnh ra bên ngoài giống giống như kiểu là có một người nào đấy đang canh bên ngoài thang máy Giữ thang máy không cho thang phải đóng lại và cô ta sợ hãi anh em nhìn thấy cái hành động cô ta chưa cô ta sợ hãi cô từng nép vào giống như kiểu là có ai đấy đang giữ bên ngoài cô ta nhìn thấy cô ta rất sợ giống như cảm giác sát nhân vậy cô ta sợ và cô từng nép vào thang máy thang máy không đóng và cô ta nhìn ra bên ngoài cô ta hé hé cô ta nhìn ai đang giữ thang máy tại sao thang máy không đóng cô ta bước ra và cô ta giật mình có mấy thời khắc giật mình có vẻ cô ta nhìn thấy ai đấy và cô ta sợ và cô ta lùi vào trong thang máy. Đấy, thế thì thế thì nhiều người khi mà xem cái đoạn này sẽ bảo là tại sao một cái thang máy người ta ấn vào tại sao? Ừ có cho tập có cho là cô ta ấn nhiều tầng cho thang máy đi. Nhưng khi cô ta đi vào thang máy thang máy phải đóng lại chứ. Tại sao máy không đóng? Thì bắt đầu về sau bắt đầu có cái người người ta đến cái khẩn khách sạn Cecil này. Người ta mới biết rằng là một trong cái nút mà cô ta ấn nó lại là cái nút hầu Mẹ, nó lại là cái nút hầu Anh em đều biết là trong thang máy ở Việt Nam cũng có một số thang máy có và nước ngoại thì kể cả khách sạn đều có cái nút đó là nút hâu cô ta ấn vào lúc đó, đó là do cô ta kiểu có thể đó là cô ta đang coi như kiểu như là đang không không minh mẫn mà cô ta ấn mẹ vào một trận cái nút này là nút hâu đấy cái này được đã được có những người ta đến hẳn khách sạn người ta người ta chụp lại và người ta so sánh rồi nhá thì cô tấn vào nút hâu nút hâu này sẽ có tác dụng là gì nó sẽ làm cho thang máy không đóng cửa trong vòng 2 phút sau hai phút đấy thang máy sẽ đọc đấy. thế thì cô ta đã có sẵn cái trứng gọi là không uống bỏ thuốc cô ta đã có sẵn chứa hoang tưởng ở đây ấy, có một cái điều mà chúng ta chưa biết được trong cái sự thật về vụ này đó là trước khi elisa vào trong thang máy này cô ta đã sống ở khách sạn này mấy ngày rồi và cô đã từng ngày đầu tiên cô tới khách sạn này cô đã từng sống với cả hai cô gái khác ở trong một cái phòng khách sạn bởi vì là khách sạn này nó là khách sạn rẻ tiền sẽ có một số phòng là họ cho phép là nhiều khách coi như là ngủ cùng với nhau trên giường tầng thì em Elisa Lam này là đã từng ở trong phòng đấy với cả hai em gái nữa với cả hai em gái nữa và hai cô gái đó đã từng đi xuống báo cáo với lễ tân rằng là em Elisa Lam này có những cái hành động kỳ quặc không thể chịu đựng nổi và họ họ báo cáo với khách sạn để chuyển em Elisa này sang phòng khác những những cái hành động đấy là bao gồm những thứ gì em này viết lên có những cái tờ giấy em em cứ viết lên những cái tờ giấy viết kiểu quất chúng chúng mày cút đi ra khỏi căn phòng này đi đừng ở đây nữa kiểu mặt sát chửi rủa và dán lên trên giường của hai cô gái mà cùng ở trong cùng phòng sau đấy là hai cô gái kia thậm chí là đi ra ngoài đi chơi về nhà thì em Elisa bị em khóa cửa trong phòng lại hai người gọi cửa xin vào đéo cho vào bắt phải đọc bắt út mới cho vào thế thì rõ ràng là ngay từ cách ngay từ là trước cái thời điểm này là em elisa bắt đầu đã có cái triệu chứng của cái việc đó là hoang tưởng tinh thần không còn minh mẫn nữa đây là cái điều mà hoàn toàn chúng ta chưa từng được tiết lộ sau khi mà xem bộ phim tài liệu uh, trên netflix thì chúng ta biết rằng à hóa ra là như vậy hóa ra là elisa đã có những cái hành vi hoang tưởng từ cách cái thời điểm này rồi Đấy. Một điều nữa, đó là sau khi mà sau khi mà mà mà, mà tìm được xác của Elisa ở trên cái 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 thùng nước ở trên khách sạn xong ấy thì có đưa đi phân tích pháp y. Ở đây mà có anh em bác sĩ Hoa Súng thì chắc là sẽ rất là hiểu. Người ta phân tích pháp y và người ta thấy rằng là em này không hề có bất cứ một cái vết thương nào trên người để mà cho thấy rằng là có thể là bị ai giết hay là ai coi như là làm hại ném xuống dưới cái thùng nước đấy cả. Và có một cái khám nghiệm ở trong phần các biện tử thi đó là thầy có những cái liều lượng thuốc ở trong máu thì nó chính là những cái thuốc mà em này từng uống để mà để mà để mà chống lại cái căn bệnh gọi là rối loạn lưỡng cực trầm cảm và họ đo cái cái liều lượng của thuốc ở trong máu thì họ thấy rằng là liều lượng thuốc rất là ít họ đối chiếu với cả cái đơn thuốc mà bác sĩ kê cho em này để uống cái phương thuốc đấy thì thấy rằng em này uống rất ít hoặc không uống hoặc đã bỏ trong khoảng thời gian nào đấy À, thế thì từ đấy người ta mới kết luận được là à em này đã từng bỏ thuốc và chị gái của em này đã cũng đã từng tiết lộ cho cảnh sát là em này từng có tiết tiền sử bỏ thuốc không uống. Đấy, thế thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến là bắt đầu kết hợp với những cái hành vi hoang tưởng thì cái đoạn này là em này bắt đầu có những cái hành vi hoang tưởng em vào thang máy em bị ấn em bị ấn các nút ấn mẹ nút hâu ấn à, nút hâu xong thì thấy thang máy đeo đóng bắt đầu nó hoang tưởng nghĩ rằng là có ma hay là có quỷ làm có thằng nào đến nó săn đuổi ngay cả chị em này cũng đã từng kể là em này đã từng có những cái hoang tưởng là có ai đấy muốn giết mình đấy thế thì đấy thế thì cái đoạn này nó thể hiện cái cái cái, cái, cái bắt đầu có cái hoang tưởng là nghĩ rằng có ai đấy đuổi mình có ai đấy có nhiều muốn giết mình thế thì tiếp tục nhá tiếp tục thì em này mới đứng ra bên ngoài và bắt đầu có những cái hành vi mà người ta bắt đầu có những cái hành vi mà cực kỳ ghê rợn Nó là cái, cái cái, một lúc nãy anh em thấy cái tay của em này rồi, anh em sẽ thấy cái tay của em này nó 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 nó, nó cử động gọi là có thể nói là nó khác người và ban đầu thì chúng ta đều nghĩ rằng là cái hành động là hành động kiểu như một cái ngón tay của ma quỷ có thể là do em này bị ma ám trăng hoặc là như thế nào đấy đây bây giờ bà là em này bắt đầu có những cái mà anh em anh, anh bắt đầu nhìn thấy đây này đấy bắt đầu vào bắt đầu ấn thêm nút cái lúc này bắt đầu hoang tưởng mà bắt đầu vào bắt đầu ấn loạn cả nút lên sợ mà kiểu là luôn nghĩ ra là có kẻ nào đấy muốn giết mình rồi bắt đầu loạn trí rồi cái lúc này bắt đầu loạn trí rồi theo giả thuyết của netflix là cái lúc này bắt đầu là bắt 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 đầu là là, là bắt đầu bắt đầu bắt đầu là gì rồi nó đi ra bên ngoài và bắt đầu sẽ có những cái cử động của cái tay anh em sẽ nhìn thấy đấy anh em thì thấy cái cử động của cái tay chưa Thế thì lúc này nhiều người khi mà lần đầu xem cái đoạn này của cuộn băng ấy Thì nghĩ rằng là cái tay của em này nó di chuyển Nó có gì đấy nó nhìn nó rất là kinh Rất là sợ giống như kiểu là ma ám anh như thế nào đấy Nhưng mà thực ra Thực ra là như thế này Cái đoạn phim này này Cái đoạn phim mà được đưa được cảnh sát đưa ra cho công chúng cái đoạn phim thang máy này vì một lý do nào đấy nó bị làm chậm lại nó đã bị làm chậm lại so với bình thường Đáng lẽ Clip đã chạy nhanh hơn khoảng tầm 1,5 5 lần so với bình thường Anh em tôi sẽ Đẩy tốc độ lên khoảng 1,5 lần so với bình thường nhé Đây thì anh em sẽ thấy Đây Đấy, nó nhanh hơn Chúng ta bắt đầu thấy nhanh hơn chưa khi mà khi mà đúng tốc độ chuẩn của clip là 1,5 lần thì anh em sẽ thấy là tay em này chỉ là đơn giản là em ý cua cua ở trong thang máy để xem mà tại sao cái cái cảm ứng của thang máy nó có hoạt động hay không tại sao mà thang máy nó không đóng anh em có công nhận với tôi rằng là một khi chúng ta đi thang máy và chúng ta thấy cái thang máy nó không đóng thì cái hành động của chúng ta sẽ là gì chúng ta giơ tay ra và chúng ta cua cua ở trước cái thang máy để xem mà cái thang máy nó có đóng hay không xem là cái cảm ứng à hay là cái thang máy nó nó bị hỏng cái cảm ứng hay là như thế nào đấy mà tại sao nó lại không Tại sao lại không gì nhỉ? Đấy do là cái clip này ban đầu được làm những cái, cái 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 tốc độ rất là thấp để chúng ta thấy cái tay biếu làm rất là chậm. Chúng ta nhìn nó rất là kinh. Nhưng mà thực ra nó là như vậy. Đấy. Tất nhiên là anh em sẽ nhìn thấy cái động tác của nó không thể nào mà nó nó mượt mà như người thường chúng ta được với anh em bên nhớ là bây giờ em đang trong cái trạng thái hoảng loạn nhá. Và đang không còn không còn có được cái trí trí óc như bình thường. Bắt đầu là có cái cái, cái sự hoang tưởng và loạn trí rồi. Thì không thể làm Cái, cái cử động tay của anh ấy sẽ không thể nào được với chúng ta được Chúng ta đang tỉnh táo mà Đây sẽ có cái hành động mà Anh đã bao giờ nhìn thấy cái bọn phê thuốc chưa Anh đã bao giờ nhìn thấy chúng nó bắt chuồn chuồn chưa thế anh em sẽ hiểu Là những người mà đang có cái tâm trí nó không được bình thường Hành động nó sẽ nhìn nó sẽ trông Nó sẽ rất là buồn cười Nó sẽ rất là khác người Và thực chất là như thế Đấy Thế thì Thế thì sau đấy thì em này sau khi mà sau khi mà em ấy bắt đầu có những cái hành động đấy anh em mình thấy không? Có những cái hành động kiểu nói một cái người vô hình ấy. kiểu nó nói một cái người vô hình có những cái hành động cái bắt chuồn chuồn ấy. Đấy, sau một khoảng thời gian này em ấy em bỏ đi. Thì ở đây như thế này. Có một cái đoạn cuối cùng khi mà ấy bỏ đi nhá, có một cái đoạn cuối cùng em để ý cái chỗ chân này này. Em để ý này. Đấy, nó có một cái nó có một cái này hiện lên. Nó có một cái chấm đen hiện lên và nó biến mất. Đấy thì ở cái đoạn này là ngày xưa ấy, chính vì chúng ta chỉ có một đoạn băng này thôi. là chúng ta bắt đầu là nhiều thám tử mạng bắt đầu nhiều coi như là người bắt đầu là đưa cái giả thuyết là gì? Cái cái chấm đen này là chân của một ai đấy. Chân của một cái cái, cái thằng nào đấy. À nó đứng cái vị trí đấy. Sau đấy thì em ấy đi thì thì, thì nó cũng bước theo. Nhưng thực chất nó chỉ là cái gót chân của em ấy thôi. Thực chất nó chỉ là cái gót chân của em này. Anh em nhìn cái chân của em ấy nhá, nó sẽ là bởi vì lúc đấy là em ấy đi là lúc đấy là cô Elisa Lam này cô ấy đi lúc đấy là chân cô ấy đi nó siêu vẹo mà thành ra là cái gót sau khi cái chân nó bước trước này thì đến cái gót chân của cái chân sau cũng sẽ bước theo nó hơi siêu vẹo một tí đấy nó hơi siêu vẹo một tí thế là cái gót của dép thôi nhưng bắt đầu mọi người đâu bắt đầu tưởng tượng mà bắt đầu tưởng tượng bắt đầu cho rằng là à nó là thế này nó là thế nọ nó là <laughs> lỗi này lỗi kia đấy nhưng mà thực chất là là, là 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 nó chỉ đơn giản như vậy thôi thì khi mà khi mà cái đoạn ba kết thúc khi mà cô ta rẽ theo cái hướng như thế này thì cái hướng này nó dẫn chúng ta đến đâu cái hướng này nó dẫn đến đâu ơ nhầm 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 tự nhiên là ấn ấn nhầm ấn nhầm thì cái cái đường này này khi mà người ta đến khách sạn này ấy, người ta đến khách sạn xe này người ta người ta nhìn cái hành lang này xem nó dẫn đến đâu thì người ta mới biết rằng là à cái đường này hóa ra là nó dẫn đến một cái cánh cửa mà đưa người ta ra cái lối thoát hiểm. Thì ai làm gì loạn nhầm cái này làm gì mà khó khăn nhau thế? Ấn nhầm cái thôi. hiểu. Đây tôi sẽ cho anh em hiểu là cái cấu trúc cái khách sạn nó như thế nào. Đây này, Cecil Hotel này. Đây một số hình ảnh của CC Hotel Tôi sẽ cho anh em nhìn thử một số hình ảnh của CC Hotel đây Cái bức tranh này anh em có nhìn thấy cái bức tranh này không? Anh em sẽ nhìn thấy là nó có một số cái cầu thang đi ở đây không? Cái cầu thang này là cầu thang gì? Thực ra cái tòa nhà này nó được, nó được xây cách đây rất là lâu rồi Từ cái thập niên 20-30 của thế kỷ trước Thì lúc đấy là cái cầu thang này là nó là cái cầu thang thoát hiểm khi có cháy Khi mà có cháy ấy, thì những cái người bên trong họ sẽ đi ra bên họ sẽ leo qua hành lang sẽ có mấy cửa sổ họ sẽ mở cái cửa sổ đẩy cái cửa sổ ấy lên họ sẽ leo qua bên này để 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 mà người ta có thể chạy xuống bên dưới để mà để mà chống cháy thế thì anh em có nhìn thấy trên này có cái gì không anh em có nhìn thấy cái cửa gì đây không cái chấm trắng này này chấm trắng này chính là cái đường để mà có thể từ đây leo trên các thượng nơi mà chứa bốn có bốn cái bồn chứa mà một trong cái bồn chứa đấy là có xác Elisa Được tìm thấy sau trong vòng 19 ngày sau khi mất tích Đó à, thế thì sau khi mà cảnh sát đến khách sạn này truy tìm Elisa để có cho chó hít một số cái hơi, một số cái mùi của Elisa và cho chó truy tìm đi theo cái 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 hành lang của cái uh, của cái của cái cái đoạn thang máy đấy ấy, thì chó có đi một đoạn và nó dẫn đến đúng cửa sổ này thì con chó cho biết rằng à Elisa có vẻ như đã điền cái cửa sổ thoát hiểm này và leo lên cái thang này và rất có thể cô ta đã đi cái đường này đi lên các thượng. Cảm ơn bác sĩ Hoa súng. Anh vừa làm em phải kiểm tra xem có ai kêu chỗ em không đấy anh ạ. À. <laughs> thì như này. Trước đây nhá, cộng đồng mạng khi mà lần đầu nghe về cái vụ án Elisa Lam này và xem cái đoạn clip đấy thì rất nhiều người đồn đại rằng là cái cánh cửa dẫn lên các thượng của khách sạn này bị khóa. Có báo động đúng cho nên là không thể nào có chuyện Elisa lên trên các thượng Và bị chết trong cái thùng chứa nước đấy được. Mà người ta cho rằng là chỉ có thể là có một cái 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 cái, hiện tượng siêu nhiên mới có thể làm như thế. Bởi vì tại sao Bởi vì họ không biết là có cái đường này? Họ không biết rằng là à hóa ra là cái đường thoát hiểm có cái đường lao lên các thượng. Họ cứ nghĩ rằng là Elisa muốn đi được lên trên tầng tượng là sẽ phải đi qua cái cửa cửa gác thượng. Mà cái cửa đấy đã được khóa và đã đã có báo động. Gắn báo động ở đấy. Đấy, à, đó là một trong những cái hiểu lầm cho nên là hóa ra là em kia sau khi mà hoang tưởng hoang tưởng và bắt đầu là nghĩ rằng có người săn đuổi mình thì rõ ràng rồi khi mà khi máu đầu có những cái cái hiện tượng loạn trí như vậy thì họ thì, thì sẽ có những cái thì kiểu nó sợ quá ấy. sẽ nghĩ là tìm chỗ nào để nó trốn thì bắt đầu có cái suy nghĩ nó khác người đi Thì em sẽ leo trên góc thượng và em chui vào một trong những cái bình chứa ở trên đấy và sau khi mà Chui vào trong đấy xong thì, thì đương nhiên là bị đuối chết đuối bởi vì là bởi vì là cái mực nước ở trong đấy nó tăng giảm theo cái sự sử dụng của người dân ở bên trong khách sạn này mà anh em nên nhớ là em này đã chết ở trong cái thùng được 19 ngày và bắt đầu có hiện tượng phân hủy phân hủy khá nặng đấy nhất là xác nằm trong nước nữa bắt đầu trương phình phân hủy và khá nhiều thực khách khá nhiều khách đến khách sạn này đã từng uống đánh răng uống rửa mặt bằng cái nước được dẫn từ trên cái 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 thùng này xuống và trong cái bộ phim tài liệu của Netflix thì họ cũng đã phỏng vấn một cái đôi gọi là vợ chồng là cái năm đấy đã từng đi đến đây à, để ở và họ một cái ngày thì họ mở nước ra họ thấy cái màu nước nó hơi đục đục hơn so với bình thường và áp suất nước rất là thấp và màu nước hơi đục đục họ có đánh răng họ có uống và họ thấy ra là cái vị nước nó hơi kinh kinh nó có một cái vị dưới nó nó nó, nó khó tả thì họ mới báo cho cái ông bảo trì ở trong khách sạn này thì cái ông bảo trì ông ấy mò lên trên cái cái thùng nước đấy và ông ấy mới nhìn thấy xác của em ấy đang phân hủy rồi thế thì uh, uh, cái giả thuyết mà Elisa đến bây giờ đó, thì cái giả thuyết của Elisa đó là cô ta bị uh, hoang tưởng ok cô ta đi vào trong cái đường thoát hiểm lên trên đất thượng ok và cô ta chui vào trong cái thùng nhưng mà có một cái một, có một cái chi tiết ở đây mà khiến cho bao nhiêu năm qua người ta không tin rằng Elisa tự chui vào bên trong cái cái thùng đấy đó là gì à, đây tôi sẽ xuất cái tanh để anh em hiểu đây đây là bốn cái thùng nước mà Elisa có leo lên và chui vào thì ngay sau khi mà tìm tới xác của Elisa thì có một cái sĩ quan cảnh sát có có nói với cả giới truyền thông rằng là khi mà cái người mà tìm thấy Elisa ấy lên đây thấy là cái nắp của cái bình này nó đang đóng của cái cái thùng này thì nó nặng 9 cân nhá Và Elisa chui vào xong thì người ta sẽ nghĩ rằng là nếu như Elisa tự chui vào làm sao cô ta tự đóng nắp được Ai đóng nắp Đúng không? Sĩ quan cảnh sát nói rằng là khi lần đầu tiên người ta lên người ta thấy nắp đang đóng Thế thì người ta mới đầu giấy lên là không thể nào có chuyện Elisa nhảy vào được Cô ta nhảy vào phải có người đóng chứ Mà nếu mà có người đóng thì rõ ràng cái thằng đấy phải là thủ phạm rồi nhưng mà hóa ra là trong bộ phim tài liệu Netflix đến cái đoạn cuối cùng chúng ta mới biết rằng là à Hóa ra là cái người sẽ qua cái sát đấy Họ nói nhầm Họ đã phỏng vấn chính cái ông Chính cái ông làm nghề bảo trì trong khách sạn Chính cái ông mà đã được báo là nước nó bị mùi, nó bị màu, nó bị tắc Ông ấy lên và ông ấy là người đầu tiên thấy xác Elisa Thì ông ấy là người khẳng định là cái nắp này đang mở Khi mà ông ấy leo lên Thì cái nắp này đang mở Và cái chi tiết đấy là cái chi tiết mà không hề được tiết lộ ra bên ngoài Cho người, cho cộng đồng mạng, cho người bên ngoài Họ chỉ giữ trong hồ sơ vụ án thôi. Mà nó khiến cho mọi người sau bao nhiêu năm mọi người sau bao nhiêu năm <laughs> là 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 nghĩ rằng là nó là một cái gì đấy nó nó, nó bí ẩn nó hóa ra là như vậy. Cho nên là à, đấy, cuối cùng thì sau tất cả những cái suy nghĩ sau tất cả những cái 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 chi tiết như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là à, hóa ra là, hóa ra là chẳng có thứ mọi chuyện nó không phải là quá là bí ẩn quá là ghê rợn nhưng chúng ta vẫn tưởng chỉ vì là chúng ta có quá ít những cái dữ kiện cho nên là chúng ta thường là sẽ hay nghĩ đến những cái 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 cái, cái giả thuyết này giả thuyết nọ ma quỷ này rồi là ma ám nọ đó thế thì đây mọi việc nó là như vậy thôi, đó... Đó như vậy thôi thế thì... thì 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 tôi cũng gọi là tóm tắt lại cái series Netflix và tôi cũng nói luôn ở đây là gì à, cái cái lập luận cái cái luận điểm mà được đưa ra trong cái series của Netflix này ấy, nó cũng chỉ là luận điểm thôi bởi vì là chúng ta không có bất kỳ ai chúng ta chứng kiến cái cái cái, cái 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 hành vi của Elisa để mà có thể thấy rõ là cô ấy làm như thế cả nhưng mà chúng ta đang suy ra theo đây chúng ta đang suy theo logic đấy đây là một trong những cái giả thuyết mà tôi thấy là logic nhất nó đều có những cái sự nó đều có khoa học nó đều có những cái người nhân chứng trong cuộc nó khác với cả những gì mà chúng ta đã từng đọc chúng ta nghĩ rằng là nào là trò chơi ma ám trong thang máy nào là thế này nào là thế nọ nhá nên là thì có một cái chuyện nữa cũng khá là khá là buồn cười. Tôi kể thêm với anh em một cái series Netflix này đó là ngay sau khi mà cả cái đoạn băng của Elisa được cung cấp ra, bắt đầu các thám tử mạng, bắt đầu các YouTuber bắt đầu thế này thì kia bắt đầu lao vào, bắt đầu truy tìm những cái người đã từng ở trong các cái khách sạn Cecil này và họ thấy rằng là à thì hóa ra đã có từng một cái thanh niên đã từng đến đây sống và thanh niên này là chơi cái một cái thể loại đó gọi là gì hát rock à hay là death rock gì đấy như thế nào nhỉ? đây là thanh niên này này, đây cái thanh niên này làm cái thanh niên đã từng đến khách sạn Cecil và thanh niên nó quay lại một cái đoạn thực ra là đã đến trước cái thời điểm Elisa đến một năm rồi một năm trước khi Elisa đến khách sạn đấy thanh niên này có đến đấy và thanh niên này có có có, có quay một cái clip cách một năm nhá sau đấy thanh niên này có đi tham cái thể loại gọi là dark rock à ở dark rock đúng rồi dark rock thanh niên này có đi tham một cái thể loại gọi là đắc rốc và thanh này có một số một cái đoạn clip đăng trên youtube nó rất là kinh tôi thật đấy em tôi xem một thì kinh cơ đây này thanh niên pablo đây này pablo đây. pablo vegara thanh này là ở, ở mexico thanh này là ở mexico, đấy, ở mexico. đây 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 nó có một số cái hình ảnh của thanh niên này đây. Đây. <laughs> Anh em nhìn thấy chưa? Còn đây là đây là còn là nhẹ nhá. Còn thanh niên này còn làm nhiều cái clip trông một kinh lắm. Trông một hóa trang này. Đây. 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 Nói chung là thanh niên này đi theo cái 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 thể loại của Dark rock thành ra thanh này có làm một số cái clip với kiểu cải trai kiểu là nó nó nó, quỷ dữ kiểu như thế thế là thôi để cộng đồng mạng là sau khi mà biết rằng là a à, có thằng này ở cùng khách sạn với Elisa mà nó lại còn coi như là có những cái hình ảnh ghê rợn như thế này mà nó lại còn đăng lên trên cái cái cái, cái 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 cái, kênh YouTube của nó một số cái 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 đoạn băng mà kiểu như là giả lập đóng phim thôi là một cái em gái đang bị một cái thằng sắt như là săn đuổi mà các đoạn clip này lại chỉ đăng sau cái ngày mà Elisa chết có vài ngày thôi À, thế là thanh niên này bắt đầu bị này, cộng đồng mạng săn lùng sau khi họ tìm ra được tung tích facebook rồi là trang cá nhân thì bắt đầu là họ lên họ lùng sục họ bắt đầu dọa nạt dọa giết nào là mày giết đúng không rồi bọn tao sẽ giết mày rồi mày, mày... thậm chí có người còn báo cả cảnh sát thế là thanh niên này coi như là sau vụ đấy là bị trầm cảm đã từng tự tử đã từng nghĩ chuyện tự tử nhưng rất may được cứu kịp nhưng mà sau khi mà được cứu xong thế thanh niên này cũng không còn cũng không còn tâm trí đâu để mà sáng tác nhạc nữa và bỏ cái 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 sự nghiệp ca hát bỏ cái sự nghiệp mà hát dark rock bởi vì thực sự thanh này đúng là đã từng đến khách sạn đúng đã từng đến cái khách sạn cc với thật nhưng mà trước thời điểm elisa đến một năm cơ và cái thời điểm mà elisa đến khách sạn này thanh này đang ở bên mexico đang quay một cái album và có bằng chứng đàng hoàng của đơn vị thu âm của tất cả mọi thứ để khẳng định là thanh niên lúc đấy đang ở mexico đang thu âm nhưng mà chính vì là cộng đồng mạng họ bắt đầu lung sục mà Họ lung sục và họ họ truy tìm à, Cuối cùng mà thanh niên này là sang chấn tâm lý Và cuối cùng là không còn cái tự tin để mà làm nhạc nữa Đấy thế thì Cái phim tài liệu này thì nó cũng cho ta biết rằng là a à, có những cái góc tối của cộng đồng mạng có những cái thứ mà nhiều khi chúng ta không phải là tất nhiên là cũng có những rất nhiều vụ án mà cộng đồng mạng đã giúp đội ngũ điều tra nhưng cũng có nhiều sự cũng có nhiều những cái trường hợp đó là cộng đồng mạng không có đủ cái thứ nhất là không có đủ dữ kiện thứ hai là họ cũng không có chuyên môn đó và thứ ba là họ cũng phải tôi thật với anh em nhiều khi nhé. nhiều khi nó không 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 tôi không dám nói tất cả tôi nhiều khi nó mang tính chất bầy đàn thành ra là nó dẫn đến những cái suy đoán những cái buộc tội những cái thứ này những cái thứ kia đấy thì đấy thì tôi cũng uh, tóm tắt và giải thích qua cho anh em cái vụ án elisa lam này cũng uh, để anh em hiểu Nhá